Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với con game Animira AFK. Và ngày hôm nay thì những cái dòng game thẻ bài này, cái đặc trưng cho anh em biết là cái gì không? Chính là gacha này. Ngày hôm nay tôi sẽ gacha cho mọi người. Tại hôm nay thì cái app này mình cũng cày hơi thọt, giúp mà server này hơi thọt một tí, định nhảy server sau. Nhưng mà thôi rồi, có bao nhiêu thẻ thì ở server này mình xả hết đi. Đấy, thì ở server này mình sẽ xả thẻ cho mọi người. Đây, nó có 99 thẻ quay. Cái này là triệu hồi thủy tinh. Còn chúng ta có một cái chúc phúc nữa. Thì cái này nó giống như kiểu là chỉ định ấy. Nó giống kiểu chỉ định ấy thì nó dễ ăn hơn. Cái này thì nó chiêu mộ nó ra sử thi ở chủ yếu thôi. Đây phần đồ giám này. Đấy, chiêu mộ ra sử thi thôi. Em cũng nhắm đến sử thi để nâng cấp thôi mà. Đấy, ngoài ra chúng ta sẽ có một số những cái hoạt động banner hay là các hoạt động chiêu mộ khác. Ở trong này thì nó sẽ ra được một trong ba cái phe này thôi này. Đấy, một số các hoạt động sự kiện đây là chiêu mộ bằng ngự linh này, chiêu mộ kiểu tình bạn ấy, kiểu anh em kết bạn cho tặng team cho bạn bè kiểu xong rồi kiếm đủ điểm mà chiêu mộ ấy. Đây, cái này là chiêu mộ trận doanh này. Cái này thì các bạn có một cái thẻ riêng, cái này thì nó ngon hơn này, cái tỷ lệ ra tướng của nó ngon hơn. Đấy, còn đây là cái chiêu mộ ngự linh từ đầu. Hôm nay mình chiêu mộ cái ngự linh này với lại là sẽ chiêu mộ với trận doanh này. Trận doanh này mình có 10 cái để chiêu mộ trận doanh cho mọi người nhá. Tổng cứ làm tròn là 100 lần chiêu mộ, ok chưa? Vào này rồi, lật nhanh cái cho nó cảm xúc này, nhưng mà lần này có vẻ hơi đen. Có một con sử thi ở đây rồi. Cơ thể này và thanh kiếm này từ lâu đã được hiến dâng cho tòa thánh Glamis nhỉ. Trời ơi, ra con gì tôi đang dùng đi cho nâng cấp cho nó dễ. Ở đây thì chúng ta cũng có vé đảm bảo nhá. Chúng ta cũng có vé đảm bảo đàng hoàng. Có vé đảm bảo đàng hoàng nhá. Lật nhanh cái nào. Ai đây? Lại ra con mới rồi. Con Tarot. Quẻ vận mệnh. Cái này thì tôi sở hữu rồi nhưng mà tôi lại chưa dùng. Con này tôi lại không dùng ở trong team tôi. Thế đời. Đời. Ai nào? Ui, hoa bỉ ngạn đây rồi. Thôi ôi. Đấy, team tôi dùng à, có luôn thì đẹp. Dễ nâng cấp. Bút phán quan. Ra tướng phẩm dưới là nhiều. Còn bọn thần Cupid. Con Cupid này thì tôi cũng có, nhưng mà tôi chưa có dùng. Đấy. Ra Cupid nhưng mà có chứ không có dùng. Này thì đội hình có rồi, giờ chỉ có môn kiếm tướng sở hữu thôi. Chén thánh ạ, ok này. Ui làm hai nháy luôn ạ. Ngon rồi. À. Thanh niên chi nhẫn này tôi có sử dụng ở trong PK trong trận đấu ấy thì ngon này. Con này chém ghê lắm. Nên là con này đáng sở hữu. Cái này tới tôi sẽ đổi cho một con chủ lực của team tôi nữa. Team tôi đang hơi thiếu chủ lực. Ui, không ra cái gì luôn á. Có những cái pha không ra cái gì luôn á. Trời ơi. Địch mạnh được pha trước nổ x2, pha sau hụt ạ. Nhưng mà cứ tầm trung thì bút phán quan nữa à. Cứ tầm trung là chúng ta cứ mở x10 là chắc chắn sẽ được một thẻ. Đấy, mặc dù là cái vé đảm bảo thì nó không có gì đảm bảo là cứ x10 là có thẻ đâu, nhưng mà thường thường là vậy. Thiên mệnh đế vương. Con này có ngự linh mới ở team tôi ấy. Hiên viên kiếm. Con hiên viên này nghe nó cũng mạnh lắm này. Con hiên viên này nó chém khỏe lắm. Được. Ui hai nháy luôn. Sợ khả năng cao nháy tiếp theo lại không được cái gì rồi. Hết rồi. À không. Túi của tôi bị full. Túi tướng của tôi nó bị full đấy anh em ạ. Nên là phải nâng cấp chúng nó lên đã rồi mới tính tiếp được. Khổ vậy đấy, nó kiểu cái không gian túi nó có số lượng thôi nên là đôi khi là nó không đủ. Cái bọn này nó các bạn nâng lên nó vẫn nâng cấp rồi nhá, nâng cấp như kiểu là nâng cấp copy ấy. Ok. À đây này, có cái nâng nhanh này, nâng bố nhanh này. Bờ phưa ơi. Thế cho nó gọn. Đỡ mất công.
Rồi, ok. Cái này thì bạn có thể nâng cao tướng phẩm dưới lên sử thi được nhé. Nâng bọn tiếng Anh lên sử thi được. Rồi, chiêu mộ tiếp đi. Còn quả thẻ nữa. Quả trước đó thì tôi vừa nổ hai nháy, không biết quả này có nổ thêm hai nháy nào không hay lại trắng thẻ. À đây, vẫn nổ nha. Tỷ lệ thì tôi thấy là lại thằng Cupid này ạ. Tỷ lệ thì tôi thấy là nếu như mà các bạn chiêu mộ kiểu bình thường ấy, chiêu mộ kiểu bình thường thì cứ x10 là gần như là khả năng ra được một con là dễ. Đấy. Ok. Chiêu mộ cái ngự linh này đi. Chiêu mộ cái thủy tinh. Đây này cũng có chúc phúc các kiểu. Rồi. Có 10 thẻ, vấy luôn. Trời ơi, chim trong lồng. Tên tướng ảo thật. Hiên Medusa. À, đây là xong. 100 lần chiêu mộ. 100 lần chiêu mộ thì tôi vừa nhận xét với anh em luôn. À, cái này. À, gần như là cứ mỗi lần x10 là các bạn có thể ra được một con sử thi. Như vậy là khá là ngon. Nâng cấp được. Đấy, đây đội hình của mình đang sử dụng. Nâng cấp được các kiểu. Ngon phết. Thế là được rồi. Đấy, trời ơi, có lúc nãy tôi thấy có con hiên viên ấy được đánh giá là khá mạnh, nên là mình sẽ thử dùng con hiên viên xem như thế nào để lúc nhảy server chơi server mới chọn tướng cho nó dễ, gacha cho nó dễ. Đấy, ok, trên đây là cái video gacha game của mình, nói chung là khá là ok. Tí nữa tôi để âm game hơi to chết không trách. Rồi, ok. Đấy, link tải game ở dưới phần mô tả video. Mình định nhảy server mới để làm video hướng dẫn chơi game cho mọi người, nên anh em thể hóng vào các video tiếp theo nhé. Link tải game, link fanpage và group để dưới phần mô tả video cho mọi người. Anh em thấy hãy quên like, share, subscribe kênh của mình. Xin chào lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người nhé. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I.